Rồi, chúng tôi đã nhìn thấy slide của Quảng Nam. Xin mời các bạn trình bày. Dạ, em xin trình bày bệnh án ạ. Bệnh nhân nam, 90 tuổi, lý do vào viện ho ra máu, bệnh sử, bệnh khởi phát tối ngày nhập viện với mạch khó thở, ho ra máu đỏ tươi kèm đỏ sẫm, đau nhói ngực trái từng cơn, đau tăng khi gắng sức, ở nhà chưa điều trị gì nên vào viện. Tiền sử bản thân, thông linh nhĩ đã biết dầu 6 năm, ho ra máu cách đây 4 năm, đã loại trừ lao phổi. Khám bệnh, toàn thân, bệnh tĩnh tiếp xúc tốt, mạch thể trạng gầy, dấu hiệu sinh tồn, mạch 85 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 180 trên 100 mm thủy ngân, SpO2 86%, không phù, không xuất huyết dưới da, da khô bong vải, tuyến giáp không to, hạch ngoại bi không thể sờ thấy. Các cơ quan tim mạch, mõm tim đặt ở khoang liên sườn 6, đường giữa đòn trái, tim nhịp không đều, tim mạch thứ hai rõ, không nghe tiếng tim bệnh lý, hô hấp, lồng ngực căng sướng di động đều theo nhịp thở, ho ra máu đỏ tươi lẫn đỏ sẫm, lượng khoảng 100 ml, khó thở tần số khoảng 30 chu kỳ trên phút, phổi răng răng ngái răng ẩm đầy hai trường phổi, tiêu hóa thì chưa phát hiện bất thường, tiết niệu thì bệnh nhân có bí tiểu, cầu bàng quang dương tính, hẹp bao quy đầu, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường. Chẩn đoán sơ bộ phù vỡ cấp trên bệnh nhân tăng huyết áp, phân biệt với một trường hợp nhồi máu phổi. Các chỉ định cận lâm sàng là công thức máu CRP, điện giải đồ, đường máu, ure, cre, mangan, bộ mã máu, D-dimer, troponin A, CKMB, NT-proBNP, ACR, siêu âm tim, siêu âm bụng, X-quang tim phổi thẳng, CT scan, 32 slide lồng ngực, không tiêm thuốc cản quang, chụp động mạch vành dưới DXA, cái đờm tìm vi khuẩn. Đây là các kết quả xét nghiệm huyết học, xét nghiệm sinh hóa, khí máu động mạch. Em để chậm thôi em, đi nhanh quá, mọi người Dạ. không nhìn được. Dạ. Rồi. Dạ, đây là điện tim của bệnh nhân. Kết quả siêu âm tim có hở van hai lá, hở van ba lá nhạy, van động mạch chủ vôi hóa nhạy, giãn nhạy nhĩ trái, dù thông liên nhĩ đúng vị trí, không thấy sinh tồn lưu, chức năng tâm thu thất trái bảo bảo tồn 70%. Đây là X quang của bệnh nhân thì có tổn thương mô cải đáy phổi phải, tăng sáng trường phổi hai bên. Đây là CT scan 32 slide có tiêm thuốc cản quang. Em đi rất chậm thôi. Có hình ảnh là dài các thành phế quản. Siêu âm bụng thì phì đại tiền liệt tuyến, các que ruột chứng hơi, cái đàm tìm vi khuẩn, chưa tìm thấy vi khuẩn đặc hiệu. Kết quả chụp động mạch vành của bệnh nhân ạ. Chẩn đoán xác định phù hồi cấp giãn phế quản viêm phổi hẹp nạ hẹp ba thân động mạch vành suy tim Niha ba. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu như một trường hợp phù hồi cấp với furosemide 20 mg trên nhân 2 ống, tiêm đến mạch chậm nitroglycerin 10 mg nhân 1 ống hòa với natri cloric 0,9% đủ 50 ml, truyền bơm tim điện 5 ml trên giờ chỉnh theo huyết áp, acid tranexamic 500 mg trên ống nhân 1 ống hòa với 100 ml natri cloric 0,9% truyền tĩnh mạch 20 giọt trên phút. Các ngày sau thì bệnh nhân phổi đã răng ngái răng ẩm, có bí tiểu và đặt sân tiểu lưu. Điều trị với kháng sinh xếp triệu xong 1 g nhân 2 lọ, tiêm tĩnh mạch chậm chia 2 lần, moxifloxacin 400 mg nhân 1 chai truyền tĩnh mạch 20 giọt trên phút. Tạp binh codeine nhân 4 viên uống chia 2 lần, transamin 250 mg nhân 4 viên uống chia 4 lần, ventolin 2,5 mg nhân 3 nang thở khí dung
chia 3 lần, sa tan 10mg nhân 1 viên. Câu hỏi xin ý kiến hội chẩn là chiến lược điều trị kháng ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân ho ra máu tái phát này là gì? Thứ hai là hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân là điều trị nội khoa hay là can thiệp mạch vành? Nếu mà can thiệp mạch vành thì can thiệp như thế nào và điều trị trước và sau can thiệp như thế nào? Vâng, xin cảm ơn các đồng nghiệp ở bệnh dạ, viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đúng là một bệnh nhân lớn tuổi và có diễn biến cũng tương đối là nặng và chúng ta có những cái phải có những cái rút kinh nghiệm về chẩn đoán cũng như điều trị. Bây giờ thì tôi xin mời ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Trang, phó khoa khám bệnh. Dạ vâng ạ. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, kính thưa các quý vị đồng nghiệp và các đầu cầu ạ. Đây là một bệnh án về một bệnh nhân nam 90 tuổi đúng không ạ? Vào viện với tình trạng là ho máu. Bệnh nhân này có tiền sử là thông liên nhĩ thì đã biết dù và có vẻ là khá là ổn định và có một lần đã ho máu trước đấy rồi đúng không ạ? Thế thì trước khi đi vào những cái câu hỏi của các bạn về cái mạch vành ở bệnh nhân này thì chúng tôi xin trao đổi một số ý kiến về cái chẩn đoán của các bạn. Có cái chẩn đoán các bạn đặt ra ở đây là phù phổi cấp hoặc là nhồi máu phổi đúng không ạ? Thế thì chúng tôi có một số ý kiến về cái bệnh nhân này. Thứ nhất là chúng ta thấy tiếp cận một bệnh nhân ho máu thì chúng tôi ta thấy là ho máu thì có thể do các nguyên nhân tại phổi và ngoài phổi nữa. Nếu mà tại phổi thì có các nguyên nhân thường gặp ví dụ như là nhiễm trùng, trong đó có cả là lao phổi nữa. Nguyên nhân thứ hai là giãn phế quản chẳng hạn cũng là nguyên nhân ho máu cũng khá thường gặp. Nguyên nhân thứ ba đó là những cái bệnh lý u phế quản hoặc phổi là những bệnh lý ác tính chẳng hạn. Và nguyên nhân về động mạch phổi ví dụ như là nhồi máu phổi hoặc dị dạng động tĩnh mạch hoặc là sau sinh thiết nội soi phế quản, đây là cái biến chứng chẳng hạn, đó là nguyên nhân tại phổi. Thì ngoài ra cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là do phù phổi cấp thì hay gặp ở những bệnh nhân là suy tim hoặc là hẹp hai lá chẳng hạn thì nó cũng có những cái triệu chứng là ho ra máu. Nguyên nhân thứ ba đó là những cái bệnh lý mạch máu collagen mà liên quan đến phổi ví dụ như là lupus ban đầu hệ thống hoặc là bệnh amyloid vân vân. Nguyên nhân thứ tư đó là liên quan đến thuốc mà chủ yếu đây là những cái thuốc chống đông và thuốc kháng tiểu cầu. Nguyên nhân thứ năm đó là những cái rối loạn về máu ví dụ như là giảm tiểu cầu cả về số lượng và chức năng, rối loạn chức năng tiểu cầu hoặc là những cái yếu tố đông máu chẳng hạn. Thì đấy là một số cái nguyên nhân ho máu mà thường gặp nhất. Thì ở trên bệnh nhân này các bạn chẩn đoán sơ bộ ban đầu là phù phổi cấp và chẩn đoán phân biệt là nhồi máu phổi. Thì tôi có ý kiến như thế này. Thứ nhất là về chẩn đoán của các bạn là về phù phổi cấp thì tôi nghĩ là cái bệnh cảnh này thì không giống như một bệnh cảnh phù phổi cấp. Ở đây bệnh nhân vào viện có khó thở, có ho máu. Cái điện tim của các bạn thì tần số tim ở đây là khoảng 85 chu kỳ một phút, cũng không phải nhanh lắm đúng không ạ? Các bạn cho lại cái X quang tim phổi ạ. Các bạn cho lại cái X quang tim phổi đi ạ. Xin mời các bạn đưa cái slide hình ảnh chụp X quang phổi. Đây ạ. Vâng, cái X quang tim phổi này thì nó không phải là hình ảnh của cái phù phổi cấp. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ phân tích cái X quang tim phổi này ạ. Cộng với các bạn có một cái siêu âm tim lại chức năng co bóp thất trái của bệnh nhân cũng còn khá là tốt, EF được khoảng 75% đúng không ạ? Vô BNP ở bệnh nhân này là hơn 1.200, ở một bệnh nhân mà nam giới 90 tuổi mà vô BNP là hơn 1.200 thì nó cũng chưa phải là cao quá đúng không ạ? Theo tôi thì nó không phải là bệnh cảnh giống như bệnh cảnh của phù phổi cấp. Còn cái nguyên nhân thứ hai của các bạn ở đây là nhồi máu phổi ạ. Thì chúng ta thấy rằng là nhồi máu phổi thì có thể hay gặp ở những bệnh nhân mà có những cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như ở bệnh nhân có phẫu thuật chấn thương hoặc là bất động, hoặc là ở những bệnh nhân là người phụ nữ có thai hoặc là sử dụng thuốc tránh thai hoặc hormone thay thế trong vòng khoảng 6 tuần đến 3 tháng trước đấy chẳng hạn. Hoặc là yếu tố nguy cơ nữa đó là bệnh nhân có những bệnh ung thư ác tính, hoặc là bệnh nhân có truyền máu hoặc sử dụng các thuốc kích tạo hồng cầu, hoặc bệnh nhân có đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm chẳng hạn. Và tất nhiên là chúng ta cũng không thể loại trừ có một nhóm bệnh nhân nữa nhồi máu phổi mà cũng chưa rõ nguyên nhân đúng không ạ? Thế thì lâm sàng bệnh nhân cũng có ho máu, khó thở và đau ngực đúng không ạ? Thế thì nếu tính theo thang điểm Well hoặc là Geneva ấy, thì bệnh nhân này chưa loại trừ nhưng mà khả năng thì không cao, và chúng ta sẽ khó mà đưa ra chẩn đoán nếu chỉ dựa vào lâm sàng. Thì chúng ta sẽ thêm một số cái xét nghiệm cận lâm sàng nữa. Ở đây các bạn có làm xét nghiệm gì ạ? Khí máu động mạch ạ. Các bạn cho xét nghiệm khí máu động mạch ạ. Thì xét nghiệm khí máu như trước đấy thì bạn khí máu động mạch ở đây thì có PCO2 là 54 đúng không ạ? PO2 là 68, pH là 7,4. Thì ở trong nhồi máu phổi cấp ấy thì thường nó có tình trạng là giảm oxy và giảm CO2 thì thường gặp hơn ạ.
cái điện tim của các bạn ở đây thì cũng không có những cái hình ảnh điển hình của cái nhồi máu phổi cấp, ví dụ như là QR ở V1 hoặc là F1Q3T3 chẳng hạn, hoặc là nhịp nhanh xoang thì ở đây như nhịp tim là 85 thì cũng chưa phải là nhanh quá đúng không ạ? Đó. Thì có một xét nghiệm nữa các bạn làm, đó là xét nghiệm về D-dimer. Thì chúng ta thấy là cái xét nghiệm D-dimer này thì nó có giá trị dự đoán âm tính thì là cao, còn cái giá trị dự đoán dương tính khi mà D-dimer tăng ấy thì nó thấp thôi, bởi vì là fibrin thì cũng có thể tạo ra trong những cái điều kiện khác, ví dụ như là ung thư, viêm nhiễm chảy máu, chấn thương phẫu thuật hoặc hoại tử gì đấy chẳng hạn. Đó, thế thì người ta thường sử dụng cái D-dimer, nó không được sử dụng để chẩn đoán xác định nhồi máu phổi, nhưng mà có thể sử dụng để loại trừ nếu như mà trường hợp của các bệnh nhân của các bạn mà D-dimer là âm tính và đánh giá trên lâm sàng rồi ở các thang điểm chẳng hạn thì thấy là cái khả năng lâm sàng thấp thôi chẳng hạn, thì chúng ta có thể loại trừ, không cần phải đi sâu quá về các cái xét nghiệm khác để chẩn đoán nhồi máu phổi nữa. Còn nếu mà là D-dimer tăng thì nó cái giá trị dự đoán dương tính của nó thì cũng không cao rồi. Và đặc biệt là bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi thì người ta thấy rằng là độ đặc hiệu của cái xét nghiệm D-dimer thì cũng sẽ giảm dần theo tuổi, nhất là bệnh nhân là 90 tuổi thì chúng ta nên sử dụng cái giới hạn điều chỉnh theo tuổi thay vì cái giới hạn tiêu chuẩn ở đây là trên 500 mg/L đúng không ạ? Như bình thường, như người bình thường thì bệnh nhân này cũng chỉ có 502 thôi đúng không ạ? Thế còn một cái nữa các bạn có thể đánh giá nếu các bạn nghi ngờ nhồi máu phổi ở đây, đó là siêu âm tim chẳng hạn, thì các bạn sẽ đánh giá cái quá tải về áp lực và rối loạn chức năng thất phải có hay không. Bệnh nhân này có một cái thông liên nhĩ trước đó nên cũng hơi khó để cho các bạn để đánh giá, nhưng chúng ta có thể so sánh với những cái bản siêu âm tim trước đấy và phát hiện ra những cái rối loạn chức năng thất phải mới xuất hiện đúng không ạ? Thì ở đây chúng tôi chưa thấy các bạn đánh giá cái chức năng thất phải, nhìn sơ bộ thì có vẻ là cô bác cũng được đúng không ạ? Và một cái xét nghiệm nữa là phim CT cắt lớp, thì rất là tiếc ở đây là các bạn chụp mà không có cản quang đúng không ạ? Phim CT đi ạ. Phim CT này thì là một cái CT không cản quang, và xin mời bác sĩ Mạnh chẩn đoán ngành có thể đọc cái phim này được không ạ? Dạ, nhìn trên cái phim mà các anh chị chiếu cho em ạ, thì cái này em cũng không nghĩ tới tổn thương của phổi phổi cấp, mình không nhìn thấy các dấu hiệu điển hình của phổi cấp. Cái mà mình hay gặp nhất đó là những cái tổn thương phế lang, rồi hình bờ, hình cánh bướm từ trung tâm lan ra ngoại vi hoặc là tràn dịch màng phổi mình cũng không thấy á. Thì cái này thì không nghĩ tới phổi cấp. Hai nữa là mình thấy có giãn phế quản thủy dưới phổi hai bên kèm khí phế thủng hai phổi. Mà một cái nữa là cũng rất là đáng tiếc là bởi vì bệnh nhân ho máu, anh chị chẩn đoán phân biệt với nhồi máu phổi, anh chị cũng không chụp CT có tiêm thuốc, thì thật sự là cái này là khá là dè dặt trong chẩn đoán. Ví dụ như tại bệnh viện Tim Hà Nội thì những cái ca ho máu này chúng tôi 100% chúng tôi sẽ chụp CT có tiêm thuốc cản quang, một là để đánh giá có nhồi máu phổi hay không, hai là xem có phình giãn động mạch phế quản hay không, ba là xem những cái tổn thương ví dụ như là có u phổi hoại tử hay không. Chứ còn ho ra máu mà anh chị chỉ chụp một cái CT không tiêm này thì giá trị nó rất là ít. Xin hết ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái bệnh nhân này thì các bạn cho lại cái X-quang tim phổi đi ạ. Hay bác sĩ Mạnh có đọc như thế không? Tôi thấy là cái X-quang tim phổi này thì thấy là cái lồng ngực có vẻ hình thùng, vòm hoành thì dẹt đúng không ạ? Bóng tim nó có vẻ dài và hẹp, phổi thì tăng sáng. Và nếu như chụp một cái phim X-quang trước sau nữa thì có thể là thấy được cái khoảng sáng khí sau xương ức thì nó cũng có thể là cái dấu hiệu để thêm chúng ta thêm chẩn đoán là cái bệnh nhân này thì tôi nghĩ nhiều đến là một cái bệnh lý về COPD và có giãn phế quản hơn ấy. Tuy là các bạn chưa đo được chức năng hô hấp đúng không ạ? Thế thì theo tôi thì là một cái bệnh nhân mà có COPD và có giãn phế quản, và cái ho máu này có thể liên quan đến cái giãn phế quản kia nữa. Thế và tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác sĩ Mạnh, đó là các bạn nên chụp cản quang và chúng ta phải đánh giá cả cái động mạch phế quản nữa, bởi vì là liên quan đến vấn đề là bệnh nhân có ho máu và tránh cái tái phát ho máu lần sau ấy, thì chúng ta cũng nên chụp cái động mạch phế quản nữa và cân nhắc cái chỉ định beat nếu như mà có chỉ định ở những bệnh nhân mà ho máu nhiều và tái phát chẳng hạn. Thế còn câu hỏi của các bạn về mạch vành đúng không ạ? Thì chắc em xin xin ý kiến của tiến sĩ Hoàng Văn ạ, chuyên gia về mạch vành đúng không ạ? Vâng ạ. Thì để trả lời câu hỏi này thì thực ra chúng ta phải nhìn cách bức tranh tổng thể, chứ chúng ta không nhìn đơn thuần vào cái chuyện tổn thương mạch vành này. Mặc dù mạch vành chúng ta nhìn thấy tổn thương khá nặng cả ba thân, chắc cả 70-80% trở lên, đúng không ạ? Cả đến trước khoảng 80%. Tôi cũng xem lúc đấy rồi, phải
chắc là tư thế ở trái này khoảng 60% thôi, đó 70%. Bên cho tôi xem mũ, đồng bệnh mũ. Tiến đi, cứ tiến đi ạ, nó sẽ tới mũ tiến tiếp đấy ạ. Tiến một lui lại. Vâng, động mạch mũ thì hẹp nhánh OM thôi ạ, chắc khoảng 80%. Thì chúng ta phải phân tích một cách tổng thể như thế này. Chúng ta nhìn thấy bệnh nhân rất là già, 90 tuổi. Đúng không ạ? 90 tuổi cộng bệnh nhân này mặc dù creatinine bình thường nhưng mức lọc thận chắc là cũng giảm rồi, chắc phải dưới 40. Và cộng với đang ho máu tiến triển. Ho máu tiến triển thì chúng ta đang nghĩ là do giãn phế quản. Câu hỏi đặt ra là nếu trong trường hợp này mà chúng ta can thiệp mạch vành thì có nguy cơ gì? Thực ra các trong trường hợp này can thiệp mạch vành có nguy cơ rất cao nếu bệnh nhân mà già như vậy, đang tiến triển như vậy, đúng không ạ, lại tiếp tục có thể ho máu hoặc chảy máu nhiều nơi khác nữa, bởi vì trong can thiệp mạch vành chúng ta phải dùng chống đông, dùng chấp chống huyết toàn cầu. Là nếu như vậy mà đang can thiệp xong rồi mà chúng ta bị chảy máu, bị ho máu tiếp tục, chúng ta phải ngừng chống đông, ngừng huyết toàn cầu thì cái nguy cơ tắc lại càng cực kỳ cao. Thì chính như vậy trong trường hợp này còn trong trường hợp chúng ta không can thiệp mạch vành thì sao, thì có thể vẫn tiến triển, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim nhưng cái cơ có không thấp thôi ạ, bởi vì tất cả tổn thương tôi nghĩ là sẽ nó khá ổn định dòng chảy tim V3. Như vậy đổi một cái nguy cơ rất là cao về chảy máu, nguy cơ thấp về nhồi máu thì chúng ta sẽ chọn cái nguy cơ, chọn cái nguy nhận là nguy thấp, tức là chúng ta không can thiệp mạch vành mà điều trị nội khoa thôi. Mà thay vào can thiệp điều trị nội khoa thì chúng ta như bác sĩ Mạnh comment đó là nên chụp MST động mạch phế quản, MST động mạch đấy ạ, để chúng ta xem là phình giãn phế quản không, có phình động mạch phế quản hay không và nó vỡ ở chỗ nào thì chúng ta có thể can thiệp, thay vì can thiệp mạch vành chúng ta can thiệp mạch phế quản trước để tránh tránh ho máu tái phát. Chúng ta biết là chúng ta ngày ho cả máu mỗi lần cả 100 ml là khá nhiều đấy ạ, đúng không ạ? Không biết tôi nói như vậy là bên Quảng Nam ạ, bên Ban Đào Quảng Nam, Trung Quảng Nam, Ban Trung Quảng Nam có ý kiến gì không ạ? Dạ em hỏi là nếu mà điều trị nội khoa thì mình dùng kháng tập tiểu cao như thế nào thầy? Trước mắt này, hãy chuyển cho chụp cho tôi cái động mạch phế quản nhé, MST động mạch phổi. Vâng, đang động mạch phổi xong đó xem là phình giãn phế quản cái chỗ nó vỡ như nào, có phình động mạch phế quản không? Xong đó tôi sẽ hội chẩn lại cho tôi sẽ bàn tiếp ạ. Còn trước mắt đang chảy máu tiến triển như này thì chúng ta ngừng chống đông tất cả mọi cái. Chống được cầu điều trị nội khoa đơn thuần thôi, là statin các thứ về mạch vành thôi, còn chống các tập cầu thì mình sẽ ngừng giai đoạn này. Các đồng nghiệp ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam có rõ không ạ? Dạ rõ ạ. Vâng, có thắc mắc gì không, có cái gì cần bàn luận nữa không? Tức là bệnh nhân này 90 tuổi, đã tuổi cao, tổn thương bao nhiêu vành và ho máu, chúng tôi nghĩ nhiều đến tổn thương do giãn phế nang, giãn phế quản. Và chúng ta cần phải chụp CT để xác định xem động mạch phế quản ra làm sao. Trong trường hợp nếu ho máu nhiều chúng ta cần phải can thiệp bít cái động mạch phế quản. Còn với mạch vành thì chúng ta sẽ không có chỉ định can thiệp mà điều trị nội khoa. Thế còn trong thời điểm hiện tại thì có lẽ chúng ta dừng tất cả các thuốc chống đông. Đúng không ạ? Để chờ tiếp tục có kết quả của chụp thì chúng ta sẽ quyết định tiếp. Dạ em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Bây giờ thì tôi xin mời quay lại.